Trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Tiếp tục chương trình chia sẻ các cái dòng sản phẩm về xây dựng ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm đó là khuôn đúc và viên kê của bên mình. Đấy, bên mình thì cũng tương đối là đa dạng về các dòng sản phẩm. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn theo số điện thoại 0936 863 268. Bên mình giao hàng toàn quốc phục vụ các bạn. Đấy. Đây, các bạn quan sát đây là cái con 2025. Con 2025 này thì chúng ta sử dụng cho sắt lớp 1. Đấy, con 2025 này thì kết hợp với con H7. Đây, kết hợp với con H7 này để sử dụng cho sàn lớp 1 này. Con H7 loại này là loại khay to của bên mình nhá. Không phải khay to mà loại khay nhiều viên đấy. Bên mình thì có hai dòng, một loại khay là 18 viên và một loại khay là 10 viên. Đấy thì cái giá tiền nó sẽ khác nhau. Ở trên thị trường thì rất là nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau và giá cả nó cũng tương đối là đa dạng thì các bạn có thể cân nhắc để mua hàng. Đấy chứ không phải là mua chỗ nào cũng được thì tùy các bạn lựa chọn. Những cái dòng này của bên mình thì nó bền đẹp và nó chắc hơn nhựa như ABS tổng hợp, chống ăn mòn. Đấy, chống ăn mòn, chống bám dính. Đấy, cho nên là các bạn phải lựa chọn trước khi mua hàng để làm sao mà không thất vọng về mặt hàng của mình đã mua. Đấy, đây là cái con H6 đây. Đấy, con H6 này. Đây là cái con D35 đến 50 này, 35 40 45 50. Đấy. Và đây là cái con 25 30 sử dụng cho sắt một lớp. Đấy, rất là nhiều các dòng sản phẩm khác nhau. Đây. Đấy, đây là con 25 30 này. Các bạn quan sát rất là nhiều. Và các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn về các dòng sản phẩm. Và đây là cái viên của bên mình này. Đấy, đây là con ST90 này, nó cao 9 phân này. Đó. Con ST70 đây, nó cao 7 phân. Đấy. Này, con 70 đây. Các bạn quan sát chưa? ST70 đây. Đấy. Ngoài ra thì có con D2 D3. Đây. Hai con D2 D3 các bạn nhá. Đấy. D2 D3 này. Rồi, con V2 này. Đấy. Cao 20 25 đây. V2 dùng cho sắt lớp 1 đây. Đấy, và một con V3 đây. Con V3 là 25-30 sử dụng cho sắt một lớp. Đấy. Ngoài ra thì còn con H60 này, ST60 này và rất nhiều các dòng khác nhau nữa. Các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn số điện thoại 0936 863 268 để được tư vấn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.